Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, hôm qua, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Thạnh An, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đã hỗ trợ đưa 24 em thí sinh trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Thạnh An vào đất liền dự thi. Do điều kiện đi lại khó khăn từ xã đảo vào đất liền, 24 thí sinh trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Thạnh An được tạo điều kiện lưu trú tại trường Trung học Cơ sở Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Hành trang đi thi của các thí sinh ngoài những vật bất ly thân trong buổi thi như giấy báo dự thi, bút viết, lực lượng bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh cùng với các mạnh thường quân còn tiếp sức thêm kinh phí, quần áo, chăn màn và nhu yếu phẩm cho thí sinh. Là học sinh ở vùng xã đảo xa xôi, các thí sinh phải đi trước về sau mang theo bên mình nhiều hành lý nặng nề, cồng kềnh. Tuy nhiên, đồng hành cùng các em là thầy cô trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Thạnh An cùng các chiến sĩ bộ đội biên phòng túc trực và hỗ trợ hết mình. Đây chính là nguồn động viên to lớn dành cho các em trên hành trình chinh phục ước mơ phía trước.